Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bãi kiển của bà ngoại ha. Thì bà ngoại giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống, mai ghép giống siêu bông Sài Gòn nè, giá từ sắn ha, siêu bông Bình Lợi rồi cô chú anh chị ha. Đó, mức giá siêu đãi luôn cả nhà, họ hơn đột biến Cẩm Thạch luôn. Mức giá chỉ từ 700.000 một cây ha cô chú anh chị, bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi không mất thời gian nữa ha, mình gặp luôn ngoại để ngoại chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi ngoại, ngoại chào bà con ngoại. Thì hôm nay cũng xin chào cô chú và quý anh chị mình ở gần xa. Thì hôm nay nhà vườn cũng có lên một liếc mai vàng bánh tre và cũng có nhiều loại giống mình vừa lấy bo và mình vừa chơi kiển Tết cũng thuận tiện. Nhưng cô chú và quý anh chị mình thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương ủng hộ dùm rất là mang ơn nhiều, thật nhiều nha. Rồi mình vô cái đầu tiên hôm nay luôn ha, mã số là 1M đó, một cây siêu bông Sài Gòn giống của chú Sáu Bình Dương ngoài ha. Rồi mà đâu số cái này một con ơi, cái này phong tàn thông cô chú anh chị bo già có nút nụ luôn. Cây này hoành được 20. Rồi. Chiều cao là được 76. Tán ngang là được 48. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu nhiêu đây ngoại? Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cây này cái gốc nó cũng to ha cô chú và quý anh chị mình, tàn thì nó cũng đều ngon lắm. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn, cái này chỉ có 800 thôi nha. Rồi, đợi cây nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 2M ha. Rồi, cái này siêu bông Sài Gòn luôn nha, giống cô chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Rồi, cây này, nắng quá trời, cái lá nó rủ luôn cô chú anh chị ha. Nắng gì con người còn chịu không nổi, mà đừng nói chi tới cây che cái nhà lưới nè, đó. Vậy mà cái cây nó còn chịu không nổi luôn. Rồi, thông số cái này nha ngoại. Cây này hoành được 18,5. Chiều cao là được 91. Được rồi, vô nhà. Tán ngang là được 52. Rồi, cái này mình giao lưu nhiêu đây ngoại? Thì cô chú và quý anh chị mình thấy cây này cũng to cũng ngon hắn cô chú và quý anh chị mình, thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này chỉ có 650 thôi nha, rất là dễ mua nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 3M ha, là một cây giảo tự xoắn nha cô chú anh chị. Giảo tự xoắn, xoắn chùm chùm cục cục luôn nè cô chú anh chị. Rồi ngoài đông xới một con ha. Cây này hoành được 20. Rồi. Chiều cao là được 71. Rồi. Tán ngang là được 32. Rồi. Thì cây tự sắn này nó rất là ngon nha cô chú và quý anh chị mình, từ trên dưới nó rất là đều. Cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn, cây như vậy chỉ có 800.000 thôi, rất là rẻ nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 4M nha cô chú anh chị, một cây siêu bông Sài Gòn ha, giống cô chú Sáu Bình Dương tiếp tục nha cô chú anh chị. Rồi, cái này cái tàn cũng khá nè, bo khá là mướt luôn cô chú anh chị ha, cụ nở luôn. Rồi, ngoài đám số cái này một con nha. Cây này hoành được 19. Rồi. Chiều cao là được 69. Rồi. Tháng ngang là được 62. Rồi. Thì cây này quá ngon nha cô chú và quý anh chị mình, cái gốc nó càng ngày càng to ra ngon dữ lắm ngon. Thì theo đúng ra cây này là 1 triệu, mà cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương ủng hộ cho cây này 900 thôi nha. Rồi đó cây. Rồi tiếp theo cây mã số 5M nha cô chú anh chị, một cây siêu bông Sài Gòn giống của chú Sáu Bình Dương ha. Cây nó sổ bông quá trời luôn nè, nhưng mà có một cái này, bông to lắm nha cô chú anh chị, mà có một cái trời nắng quá trời nó rủ hết trơn rồi nè đó. Rồi ngoài đó không số cái này một con nha. Nè còn một số nụ ha, về mình cho test bông giùm em nha cô chú anh chị ha. Củ có củ luôn ha. Cây này hoành được 17. Rồi. Chiều cao là được 61. Tán ngang là được 46. Rồi. Thì cái cây này nó cũng quá ngon nha cô chú và quý anh chị mình. Cây mạnh cây dữ lắm, rồi bông nó ra quá trí luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn, cái này chỉ có 700.000 thôi nha.
Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 6M ha. Rồi, một cây siêu bông Sài Gòn giống của chú Sáu Bình Dương luôn ha. Cái tàn quá là đã luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, ngoài đông số cây này em con nha. Cái này hoành được 26. Rồi. Chiều cao là được 80. Tán ngang là được 52. Rồi. Cái này mình cho luôn nhiêu đây ngoại? Thì cái này cô chú và quý anh chị mình xem qua từ bộ đế lên trên là đều đẹp hết trơn hiếm cô chú và quý anh chị mình. Tàn nhánh lý bo cũng rất là nhiều. Thì cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn mà ủng hộ cho cái này chỉ có 1 triệu thôi nha, coi như là có giảm giá nhiều rồi nhắn cô chú và quý anh chị mình. Rồi, đợi cây nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 7M nha cô chú anh chị. 7M, một cây siêu bông Sài Gòn ha cô chú anh chị ha. Cái này có tàn luôn cô chú anh chị ha. Rồi, mở đông số cái này giùm con ha. Cái này hoành được 21. Chiều cao là được 85. Rồi. Tán ngang là được 62. Rồi. Thì cái này cô chú và quý anh chị mình nhìn thấy cái bộ đế nó dưới này ngon dữ lắm nha, tại nó chưa có lòi lên nhiều. Thì tàn đồ cũng đều đặn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cái này chỉ có 900 thôi nha, coi như cây nào cũng có giảm giá hết nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, mình đã cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 8M cô chú anh chị ha. Rồi, một cây siêu bông Sài Gòn nữa ha ngoại ha. Rồi, cây này cái tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ha, đều tàn luôn, đều chi đều tàn luôn ha. Rồi, giống của chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Rồi, cây 8M ha. Rồi. Ngoài cho con xin thông số cái này nha. Cây này hoành được 21. Rồi. Chiều cao là được 97. Tán ngang là được 82. Cây này đề đặn rất là ngon nha cô chú và quý anh chị mình. Bộ đế nó cũng hết trơn một cái chậu này luôn nè, nó đi đẹp dữ lắm đẹp. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương ủng hộ cho cái này chỉ có 1 triệu thôi nha. Rồi mình đã cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 9M nha cô chú anh chị. Cây này Sài Gòn nữa ha ngoại ha. Cái này cũng Sài Gòn. Rồi ngoài đông số cây này giùm con nha. Cây này hoành được 21. Trời. Chiều cao là được 80. Rồi. Tán ngang là được 68. Rồi. Thì cây này xum xê rất là ngon nha cô chú và quý anh chị mình. Cây này lý bo rất là nhiều luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này chỉ có 1 triệu thôi nha. Rồi cái lý bo là cũng nhiều lắm rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 10M cũng là cây cuối clip ngoại giao lưu ngày hôm nay luôn ha, là một cây thọ hương độc biến lá cẩm thạch cô chú anh chị ha, cái tàn có luôn cô chú anh chị ha. Rồi bên này có hơi lép bên đó cô chú anh chị, ví dụ cô chú anh chị mình muốn ghép thêm cái giống gì, ví dụ cúc cam hay là cái gì đó hay là bạch mai, cô chú anh chị mình nói ha, nhà vườn ghép vô cho cô chú anh chị mình thêm đây hai bo nữa ha, rồi nó lên đều gan cái tàn luôn ha. Đó rồi thông số luôn ha ngoại. Cái này bo già quá trời luôn. Cái này hoành được 24. Rồi. Chiều cao là được 69. Rồi. Tán ngang là được 58. Rồi. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình nhìn thấy cây này lấy bo rất là nhiều ha, mà cũng rất là ngon. Còn muốn rép thêm thì cũng nói nhà vườn ta rép thêm cho nha. Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn chỉ có 800 ngàn là một cây xứng đáng nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi cây này cuối clip luôn ha, ngoại cho hết con nha. Thì cây này cũng là cây cuối clip.
Thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình ở gần xa được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý, mừng ăn phát tài nha. Thì sau đó cũng chúc cho gia đình được tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi. Thì em cũng thay mặt cho kênh cũng như bà ngoại cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho ngoại trong những clip trước cũng như clip này. Rất mong cô chú anh chị mình đã xem thấy cái nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của ngoại nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.